heo màu tím và cái kép. Nay mời các bạn cùng heo Trân đi chợ và kiếm phụ Trân đồ ăn có màu tím nha. Nhà Trân qua cầu này là đến chợ. Lúc nào đi đâu cũng có thanh niên nhỏ này ngồi phía trước kiểu đòi đi theo để địa cái chỗ bán đồ chơi, đòi mua. Mua rí một túi đồ chơi lớn rồi á mà chơi đâu được có một bữa là bỏ lăn lóc vậy đó. Tới chợ rồi kìa, cả nhà nhìn được tên chợ là gì không? Đó là chợ Tân An luôn, Vũng Liêm, Vĩnh Long, mà ở đây ai cũng quen miệng gọi là chợ Cầu Mới. Trân á thì lo tìm màu tím, anh nhỏ thì miệng nói liên tục xe móc kìa cha, xe có ngộ kìa cha. Cha nó thì lướt qua giả vờ điếc ngang. Thì ai mà có con nhỏ thì sẽ biết cảm giác này, thấy có cà tím rồi khoai lang tím mà tôi nhớ lại, ủa bây giờ nó chưa chín á thì nó có màu tím, mà đến khi nấu lên rồi thì nó hết cái màu tím, vậy á thì không đúng như yêu cầu là ăn theo màu tím, nên tôi chạy qua luôn. Rốt cuộc chạy đầu chợ đến cuối chợ mà chưa mua được món nào có màu tím, mệt quá tấp vô mua nước mía uống đỡ. Trong lúc chờ làm nước mía thì cô bán bánh có mời mua, nên có mua được hai loại bánh quê về ăn chống chế với yêu cầu màu tím nè. Bánh này là bánh ướt ngọt, bên trong có dừa đậu xanh chấm kèm đường mè đậu phộng, lâu rồi không ăn giờ ăn lại ngon quá. Món bánh tiếp theo là bánh lá rau mơ, ăn kèm nước cốt béo cũng ngon không kém cạnh. Ăn xong bánh uống ly nước mía nữa nó no cành hông. Không phụ lòng các bạn đã coi nãy giờ, lúc nãy tôi có tấp qua quầy tạp hóa để kiếm được một bịch này có màu tím nè, để xé ra xem thử. Thì ra là kẹo dẻo trái cây, ăn ngọt ngọt dẻo dẻo có mùi nho, thế là cũng phát được một món có màu tím rồi cả nhà hen.